Đây là những mẫu chuyện nói về kỹ năng giao tiếp cho bé. Nói lời thì phải giữ lấy lời. Thầy là đúng luật của Hương là gì tặng chị Ngân chạy cho Hương nè. Đúng rồi. Bé nói lời hứa, tức là khi mà mình nói lời hứa thì mình phải làm sao? Dạ, hứa là bài tập. Khi hứa làm bài tập thì phải làm sao? Là hôm nào mình tập thì sẽ bị đánh. Hứa là phải làm được. Đây là câu chuyện mèo con ham chơi. Ham chơi năng nè. Mèo con đang ngồi làm bài tập, chợt nghe tiếng chó sù gọi ngoài cửa. Mèo con ơi, chiều nay đi đá bóng không? Mèo con thích quá bèn dừng tay, chạy ra cửa sổ, đáp: ừ, để tớ xin phép mẹ đã nha. Nói rồi, mèo con chạy xuống bếp xin mẹ: mẹ ơi, chiều nay mẹ cho con đi đá bóng với chó sù được không? Mèo mẹ dừng tay đáp: con phải hoàn thành bài tập trước khi đi nhé. Mèo con nhanh nhậu đáp: con hứa sẽ hoàn thành bài tập trước khi đi chơi ạ. Đây, đã hứa rồi nha. Vừa bắt tay vào làm bài tập tiếp thì mèo con nghe tiếng tivi phát chương trình phim hoạt hình mà cậu yêu thích. Thế là mèo con lại để lại bài vở rồi chạy ra xem tivi. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Mèo con nhanh chóng ăn cơm rồi đi ngủ để chiều còn đi đá bóng. Ngủ trưa dậy, mèo con đang chuẩn bị để đi đá bóng thì mèo mẹ hỏi: mèo con đã làm xong hết bài tập chưa? Nghe mẹ hỏi, mèo con mới chợt nhớ ra lời hứa với mẹ lúc sáng. Cậu gãi đầu nói: mẹ ơi, con quên chưa làm hết bài tập rồi. Để chiều con đi đá bóng về, con làm nốt được không ạ? Mèo mẹ nghiêm giọng nói: mẹ chỉ bỏ qua cho con lần này thôi nhé. Mẹ sẽ phạt thật nặng nếu lần sau con hứa mà không làm. Mèo con lý nhí nói: dạ, con biết lỗi rồi ạ. Con xin hứa lần sau con sẽ không như vậy nữa ạ. Sao nó bỏ tay xuống vậy? Sao nó buồn vậy? Buồn á, tại vì không giữ lời hứa với mẹ đấy. Dạ. Đúng chưa? Đáng lẽ ra là mẹ sẽ không cho đi đá bóng mà bắt ở nhà làm bài tập. Nhưng mà lần này mẹ tha, mẹ cho đi đá bóng. Đá bóng xong rồi về phải làm bài tập. Dạ. Mẫu chuyện tiếp theo là chuột túi trong nhà. Chuột túi? Ừ. Chuột túi hay là mình hay còn gọi là con kangaroo á. Dạ. Mẹ nó chạy kêu: con ơi, chết rồi, chơi chơi rồi. Thì nó chạy vô nó để nó ăn cơm á. Chuột túi đang chơi đùa cùng hươu sao thì chợt nghe tiếng mẹ gọi: chuột túi ơi, con về nhà ngay nhé. Chuột túi chào bạn rồi vội vã về nhà. Thì ra mẹ vừa nghe tin bà nội bị ốm phải đi viện. Mẹ rất lo lắng, vội sắp xếp đồ đạc và mang theo một giỏ quà đến thăm bà. Trước khi đi, chuột mẹ dặn: con trong nhà giúp mẹ nhé. Mẹ đến bệnh viện thăm bà, chiều mẹ sẽ về. Chuột túi nhanh nhậu đáp: dạ vâng ạ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ trong nhà cẩn thận ạ. Cậu nhớ tới bà nội hiền từ vẫn thường mua kẹo cho cậu. Bà còn hay kể chuyện cho cậu nghe. Cậu mong sao bà sớm khỏe lại. Đang tưới cho mấy cây hoa trong vườn, chuột túi chợt nghe voi con và khỉ con chạy tới gọi: chuột túi ơi, đi chơi đuổi bắt đi. Mắt chuột túi sáng lên, cậu định bỏ bình nước xuống để đi chơi, nhưng lại thôi: tớ không đi được đâu, hẹn các cậu hôm khác nhé. Khỉ con thắc mắc: sao thế chuột túi, mẹ cậu không cho cậu đi chơi à? Chuột túi lắc đầu nói: mẹ tớ đi thăm bà nội bị ốm, tớ đã hứa là sẽ trong nhà rồi. Các cậu đi chơi nhé, hôm khác mình sẽ chơi sau. Các bạn đi rồi, chuột túi có hơi tiếc nuối, nhưng cậu thấy rất vui vì mình đã giữ lời hứa với mẹ. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc hai bạn ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Cảm ơn.